Hôm nay chắc chắn sẽ là một buổi tập rất là thú vị và rất là hiệu quả mà các bạn từng tập. Thứ nhất là chúng ta sẽ có 25 bài tập khác nhau không lặp lại. Điều thứ hai là chúng ta sẽ đốt cháy rất là nhiều năng lượng và tập rất là nhiều nhóm cơ trên cơ thể của các bạn. Mỗi bài chúng ta sẽ tập 40 giây và nghỉ 20 giây. Tuy nhiên đừng lo lắng, chúng ta sẽ tập 5 bài, sau đó các bạn sẽ nghỉ 1 phút và lặp lại. Tổng cộng chúng ta sẽ có 25 bài tập, có nghĩa là 5 vòng nha các bạn. Cố gắng theo tới cùng, chúng ta sẽ cảm nhận cái sự đổ mồ hôi, đốt cháy năng lượng rất là nhiều ha các bạn. Bây giờ bắt đầu nào. Chúng ta sẽ bắt đầu với bài đầu tiên, đó là Jumping Jack, rất là đơn giản nha mọi người. Chúng ta có hai lựa chọn, một là bước, hai là nhảy. Với những ai mà tập quen với Hip Hop thì đã biết bài này rồi ha. Có hai lựa chọn. Rồi cố gắng nha mọi người, 40 giây tập và 20 giây nghỉ. Chúng ta 5 bài liên tục nha mọi người. Cố gắng lên nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Hít thở đều. Chậm nhanh cũng được ha các bạn. Hít thở đều. Hít bằng mũi, thở bằng miệng. Liên tục ha. Để xem hôm nay chúng ta sẽ đốt được bao nhiêu năng lượng. Bảo đảm rất là nhiều. Cố gắng 15 giây nữa thôi. Sau một bài chúng ta sẽ chuyển qua một bài mới luôn nha mọi người. Không có lặp lại. Cố lên, 3, 2, bài tiếp theo, ok, tiếp theo sẽ là bài sau đo ha. Các bạn sẽ làm lựa chọn dễ là hạ đầu gối xuống, di chuyển về phía trước, chống, xong lưu lại. Lựa chọn khó, duỗi chân thẳng luôn ha, à, xuống đứng dậy ha. Rồi chuẩn bị, 5, 4, 2, 1, bắt đầu. Đưa tay lên cao, hạ xuống, di chuyển về tư thế plank, giữ. Xong trở về ha. Tiếp tục 30 giây nè. Hít thở đều. Cứ từ từ thôi ha, không vội vàng. Mình có tới 25 bài tập rồi. Một bài mà tập không quá tốt á thì cũng không sao, các bài sau mình tập cũng được. 10 giây. Bốn, ba, hai, done. Và tiếp theo sẽ là mountain climber ha. Các bạn sẽ ở trong tư thế plank, đá trái, đá phải, làm nhanh hay chậm đều được hết ha các bạn. Rồi lưu ý ha, ở bên góc bên phải màn hình thì luôn để một cái màn hình hiển thị bài tập tiếp theo, mọi người có thể theo dõi ha. Rồi bắt đầu. 40 giây. Các bạn làm chậm thôi cũng được ha, không sao cả hết. Làm chậm có cái là tốt để cho cơ của bạn cảm nhận không? Bài này nó hơi mệt một tí. Nếu trong trường hợp mà các bạn làm mà cảm thấy mỏi á, hạ đầu gối xuống nghỉ một tí, xong đưa lên đá 1, 2, hạ đầu gối, lên đá 1, 2, không sao kích. Cố gắng 10 giây cuối. Tay ở phía dưới vai ha, đừng để mông bị chậm lên quá nhiều. Gần rồi, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rồi 20 giây nghỉ, đứng lên bài fast fit nha. Làm chân nhanh, chạy nhanh ha mọi người. Mọi người chạy chậm thôi cũng được, chạy nhanh thôi cũng được, cũng không sao hết nha. Hết thở đều. Mồ hôi bắt đầu đổ ra ha. 4, 3, 2, chạy nhanh nè. Rồi kết hợp với tay đánh ha, luôn siết vòng cơ bụng của các bạn lại. Hết thở đều. Khi mà chạy nhanh á, để mà được chạy nhanh thì các bạn nên nhón gót lên chạy, và nó cũng sẽ cảm nhận nhiều vô phần bắp chuối săn chắc lại ha các bạn. Hết thở đều. Cố gắng 10 giây nữa thôi. 8, 7, 6, 5, 2, 1. Rồi, rất tốt ha. Bài tiếp theo, squat drop. Phiên bản tiêu chuẩn là nhảy ra, tay phải chạm, tay trái chạm. Lựa chọn dễ cho những ai đầu gối không khỏe hay là không muốn nhảy. Bước ra, chạm, thu về. Bước ra, đổi bên ha. Chuẩn bị 3, 2, 1, bắt đầu. Hít thở đều. Bài này hơi khó một tí nhưng mà
Sau bài này chúng ta sẽ nghỉ một phút nha mọi người. Rất tốt. Hít thở, hít thở. Các bạn có thể thử làm nhưng mà làm chậm. Rồi, đó. Làm chậm cũng được ha. 15 giây cuối. Chúng ta sẽ nghỉ một phút nha mọi người. Cố gắng nè. 10, 9, 3, 2, 1. Rồi, xuất sắc. Chúng ta hoàn thành xong vòng đầu tiên ha. Còn 4 vòng, 4, 20 bài tập khác nhau nha mọi người. Các bạn có thể uống một tí nước thôi nha. Thở dốc nè. Tiếp theo chúng ta sẽ tập cho vùng cơ bụng nha mọi người. Chúng ta sẽ nằm xuống dưới sàn. Bốn mươi giây nữa ha. Thôi bài tiếp theo là tập bụng. Đừng uống quá nhiều nha mọi người. Uống nhiều chúng ta sẽ bị hơi sốc hông á. Rồi, bài tiếp theo ha. Bài đầu tiên trong chuỗi năm bài tiếp theo nằm xuống nè. Từ đây các bạn có hai lựa chọn, một chỉ nhấc một chân thôi, hạ xuống từ từ, lên thở xuống hít. Lựa chọn khó cả hai chân nha mọi người ha, tùy các bạn. Nhưng mà 40 giây lận, cho nên là cái lựa chọn phù hợp thôi. 3, tập cho vùng eo cái bên ha. 2, 1, bắt đầu. Lên thở xuống hít. Cái này tập cho vùng eo, trong tiếng Anh còn gọi là lớp handles. Thì những bạn nào mà chưa tập cái bài 10 phút cho vùng eo thì các bạn có thể tìm và tập theo ha mọi người. Các bạn có thể làm chậm và cảm nhận rõ bằng cách là hạ xuống, lên giữ một giây, hạ xuống từ từ, thở, rồi lặp lại ha. Hubert đang làm bên trái thì tí nữa mình sẽ xoay làm bên phải ha. Rồi, rất tốt. 20 giây nghỉ nè. Mình xoay về phía bên kia ha. Thôi, nghỉ 10 giây ha. Nhớ nha, đưa lên hạ xuống. Lựa chọn dễ chạm hạ khó hơn. Nhấc cả cái vai và nhấc chân lên luôn. Hít, lên thở. Rất tốt, rất tốt. Cứ làm chậm nha mọi người. Chứ lại khi mà chúng ta tập á, để vô eo nhiều nhất á, người cố gắng xoay thẳng về phía trước. Nếu mà các bạn hạ về phía sau á thì nó cũng vô, nhưng mà không vô nhiều bằng cái góc bên này ha. Mùa hè tới mình tập cố gắng có chữ V ngay chỗ vùng bụng nha mọi người. 6, 5, 4, 3, 2. Rất tốt. Rồi các bạn có thể nằm nguyên tại chỗ ha. Hẹp sẽ xoay hướng này. Tiếp theo là bài gập nhưng mà gập con ếch. Hai bàn chân khép lại, lên thở chạm, xuống hít thăm mọi người. Bài này Hẹp nghĩ ai cũng có thể làm được hết, cố gắng nha. Rồi, 5, 4, 3, 2. Rồi, bắt đầu. Thở, hạ xuống từ từ. Hít, lên thở. Cố gắng xuống và lên đều siết cơ bụng nha mọi người. Cảm nhận bụng căng cứng lên nè. Rất tốt. Rất là nhanh thôi, rất là nhanh thôi. 20 giây. Mình nghĩ đây là một phiên bản 30 phút rất là thú vị và sẽ được rất là nhiều người yêu thích, bởi vì tập toàn bộ cơ thể và không lặp lại một bài gì hết ha. 6, 5, 2, 1. Rất tốt. Rồi, hai bài nữa chúng ta sẽ nghỉ một phút ha, đơn giản vậy thôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ ở chỗ vị trí plank, tay ở phía dưới vai. Bây giờ khác với vòng đầu tiên là chân trái đá qua bên phải, chân phải đá qua bên trái nha mọi người. Ha, 3, 2, 1. Rồi bắt đầu đá trái. Khi chúng ta đá chéo vừa tập cho bụng dưới này, vừa tập cho cái vùng cơ eo hai bên ha. Tương tự như hôm nãy Hiệp nói, nếu mà các bạn cảm thấy mỏi chưa quen, đá hai cái xong hạ đầu gối xuống và sau đó nhấc lên lại ha. Bởi vì bài tập này nó cũng sẽ vô phần cánh tay, vai
và vùng lưng của các bạn nữa. Còn 10 giây nữa thôi các bạn. Cố lên. Hít thở đều. 3 2 1. Tiếp theo, vặn eo của người Nga, Russian Twist. Ngồi ha. Các bạn có hai lựa chọn, một là hạ chân xuống, tay giữ xoay phải, xoay trái. Lựa chọn khó hơn, nhấc đầu gối lên ha các bạn. Rồi, 3, 2, 1. Rồi, mở bả vai xoay. Hít thở đều. Các anh chị có thể dùng video này để tập mọi lúc mọi nơi. Đi du lịch, đi công tác. Có thể ở công ty rủ bạn bè, đồng nghiệp tập theo cũng được ha. Bảo đảm sau 30 phút mọi người đều rất là cảm nhận cái sự đổ mồ hôi, đốt cháy năng lượng và có năng lượng hơn ha. Cố gắng 10 giây cuối nè. Sau này chúng ta nghỉ 1 phút thôi. 4 3 2 1. Rất tốt. Rồi, 5 vòng, 2 vòng xong ha. Vòng tiếp theo tập toàn bộ cơ thể. Chúng ta sẽ đứng lên nha mọi người. Rất tốt. 10 phút rồi. 10 phút đốt 130 calories ha. Đó là cơ thể của Hiệp khi mà Hiệp nặng 80kg, cao 180kg. À lộn, cao 1.8m. 180m. Cao bằng cái tòa nhà. Rồi, tiếp theo ha, chúng ta sẽ tập phần thân dưới, phần mông đùi ngang ha, cho nó săn chắc cứng cáp, hai chân duỗi thẳng nha mọi người. Rồi, tay của các bạn có thể giữ phía trước hoặc là giữ eo ha. Hạ một bên lên, xong hạ bên còn lại ha. Cái này cố gắng các bạn có thể thì hạ càng sâu càng tốt ha. Không cần làm nhanh, làm chậm thôi cũng được. Rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, xuống hít. Đẩy lên, hạ xuống, đẩy, rất tốt. 30 giây nữa. Nửa đường rồi các bạn. Hít thở đều. Rất tốt. Cứ hạ chậm ha. Xuất sắc. Tiếp theo chúng ta sẽ squat và gập luôn nha mọi người. Nè, hạ lên, gập, hít, thở, gập. Vừa tập bụng, vừa tập vai, vừa tập cơ bụng luôn nha. Tập chân chứ. Rồi, 4, 3, 2, chân mở rộng, xuống hít, lên thở. Xoay, trái, xoay, đúng rồi. Trong tập luyện, dù bạn tập nhanh hay tập chậm, các bạn phải biết mình đang vận động như thế nào. Cơ control nó, kiểm soát ha. 20 giây cuối. Mười, chín, tám, ba, hai. Rồi, một nửa chặng đường của video ngày hôm nay ha mọi người. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có push up nè. Rồi, sau đó đẩy người lên, chạm vai tay trái, chạm vai phải, tay phải chạm vai trái. Lựa chọn dễ hơn, hạ đầu gối xuống hết đất. Lựa chọn dễ hơn nữa chỉ là shoulder tap thôi nha mọi người. Tùy vào mọi người ha. Rồi, xuống hít, lên thở, chạm, chạm, hít, thở, chạm, chạm. Rồi, cố gắng tập cả toàn bộ cơ thể. Này là phần thân trên nữa ha. Rất tốt. Một số anh chị làm lựa chọn cả hết đất nữa là thật sự rất là khỏe ha. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiếp theo ha, thử thách phần tay, phần vai của chúng ta.
gọi là plank build up, có nghĩa là trong tư thế plank các bạn sẽ hạ từng cẳng tay xuống xong đẩy lên. Anh chị này cảm thấy khó hạ đầu gối xuống ha. 3 2 1 rồi hạ xuống nè, đẩy lên xuống hết, lên thở. Cố lên mọi người, sau bài này chúng ta còn một bài nữa thôi là nghỉ một phút thôi. Ba mươi phút thì hiện tại chúng ta đã qua được 15 phút rồi đó mọi người, rất giỏi rất giỏi. Cố lên. 9 8 7 6 rất tốt rồi, hạ đầu gối xuống ha, để cho phần thân trên nghỉ nè. Làm bài trực tuyết nha mọi người. Ice skater nhảy phải chạm, nhảy phải trái chạm ha, hoặc là nhấc chân đằng sau lên ha, cố gắng 40 giây ha. 3 2 bài cuối, nhảy nhẹ chạm, nhảy nhẹ chạm hoặc là nhảy không chạm, hít thở đều. Đúng rồi. Tập mà để cho đầu gối khỏe mạnh ấy, đầu tiên là những cái bài rất là căn bản như là squat lunges, sau đó mình kích thích nó khỏe hơn bằng cách tập những bài thăng bằng như thế này. 10 giây cuối. 5 4 3 rồi nghỉ một phút nha mọi người. Rất tốt, rất tốt. Rồi xen kẽ vòng thứ tư chúng ta sẽ tập cho vùng cơ bụng nha. 1 2 1 2 uống xíu nha mọi người, tập bụng cẩn dần, cẩn thận, siết bụng quá bị ập nước. Rất tốt. Vòng thứ tư tập cho vùng bụng của chúng ta, chúng ta sẽ nằm xuống dưới sàn ha. 20 giây nữa, nằm xuống dưới sàn nè. Bài đầu tiên đó là flutter kick, siết cơ bụng, duỗi thẳng chân, đá trái phải ha. Nếu mà có thể được nhấc vai lên nữa ha. Còn ai cảm thấy mỏi cổ thì cứ hạ xuống thôi, không sao. Chuẩn bị 5 3 2 bắt đầu, hít thở đều. Rất tốt. 1 2 lựa chọn dễ, co gối, tháp tháp, chạm chạm. Lựa chọn khó, duỗi chân thẳng, trái phải. Mười lăm giây cuối. 10 9 3 2 1 rất tốt. Rồi hôm nãy là chúng ta tập cho phần cơ bụng dưới, bây giờ tập cho cơ bụng trên với bài cực kỳ đơn giản, cực kỳ căn bản. Hai tay của các bạn, các ngón tay chạm vào sau cái tai ha. Từ đây các bạn sẽ nhấc vai lên giữ lại một giây, hạ xuống từ từ, lên thở miệng, xuống hết mũi. Bắt đầu 40 giây. Căn bản thôi nha mọi người, căn bản nhưng mà quan trọng và hiệu quả. Nhấc vai, cầm cúi xuống ngực, mắt nhìn về giữa hai bàn chân, hai đầu gối. Lên thở, xuống hít, gồng lại, giữ một giây, hạ xuống từ từ. 15 giây cuối. 10 9 8 3 2 1 rồi, nghỉ 20 giây. Bây giờ chúng ta lại quay trở lại tập cho phần bụng dưới ha. Lựa chọn dễ, hai chân co đầu gối, hạ xuống, chạm gót, nâng lên. Lựa chọn khó, duỗi thẳng chân ra, hạ xuống, đưa lên. Chỉ vậy thôi ha. 3 2 1 bắt đầu. Xuống hít vào, lên thở ra.
siết phần bụng của các bạn lại. Còn dễ hơn nữa thì từng chân hạ xuống đưa lên như bài flutter kick thôi cũng được ha mọi người. Nhớ nha. Hít. Thở. Bài số 3 rồi mọi người. Đấy, cảm nhận căng, cứng, nóng cái vùng bụng đúng không? 5, 4, 3, 2, hạ xuống. Rồi, bây giờ lại quay trở lại tập bụng trên cũng như là tập hai bên eo của chúng ta, curling sườn ha. Từ đây các bạn sẽ nhấc vai lên, giữ lại, xoay về bên phải, xoay về phía bên trái, chạm và chạm. Từ chân dễ nhấc lên chạm hai bên, sau đó hạ xuống, nghỉ một tí và làm lại. Bắt đầu nè, 1, 2, hạ, lên, 1, 2, hạ. Lựa chân khó, giữ nguyên, xoay trái, xoay phải, gập, gập, hít, thở, cảm nhận liên tục nha mọi người. Rất tốt. Để khỏi mỏi cổ, mọi người luôn để cầm á, kéo sát về phía phần ngực, mắt nhìn giữa hai chân, hít thở đều. Với ai mới tập, chuyện mỏi cổ là bình thường ha. 3, 2, 1. Thôi, hạ xuống nghỉ. Wow. Mình tập nhiều năm rồi nhưng mà vẫn cảm nhận những bài này rất là tốt ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm bài bicycle nha mọi người. Đưa chân dễ nhấc lên chạm, hạ xuống, đổi bên ha. Cố gắng nha. Sau bài này cảm nhận là rã rời phần bụng nhưng mà chúng ta sẽ đứng lên tập ha. Rồi, lựa chọn dễ nè, lên, chạm, hạ xuống, đổi bên. Lựa chọn khó, nhấc hai chân lên luôn nha. Rồi, trái, phải, trái, phải, hít thở đều. Luôn áp sát lưng xuống. Cảm nhận tốt hơn, cùi chỏ chầm đầu gối nếu có thể được. Xoay người bên trái, xoay bên phải, hít vào, thở ra. 15, 14, sắp hết rồi các bạn ơi. Cố gắng, 10, chuẩn bị hết vòng số 4 và còn 5 phút với vòng thứ 5 thôi là chúng ta xong. 4, 3, 2, 1, rất tốt. Xuất sắc các bạn, xong vòng số 4 rồi ha. Còn một vòng cuối cùng thôi, mọi người có thể uống một xíu nước ha. Cố gắng theo tới cùng ha mọi người. Bài cuối chúng ta sẽ đốt năng lượng toàn thân ha. Chúng ta đã tập tổng cộng khoảng tầm 22 phút này, 23 phút. Hiệp đốt năng lượng là 272 calories ha. Chúng ta sẽ tới với bài tiếp theo. Bài đầu tiên trong chuỗi 5 bài cuối cùng. Đó là bài gót chậm không ha. Mọi người có thể đứng đá trái, đá phải, hoặc là làm chậm, hoặc là làm nhanh, tùy mọi người. Cố gắng chuẩn bị 10 giây cuối ha mọi người. Rồi trở về vị trí ha, hít thở đều, làm chậm, làm nhanh đều được hết. Ha, Hiệp sẽ xoay hướng này ha. 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Đấy, 5 phút cuối cùng thôi là xong. Hít thở, hít thở. Đúng rồi. Bài này chúng ta sẽ tập nhiều hơn vùng cơ đùi sau ha. Tiếp đất bằng cái mũi bàn chân ha. Gót nâng lên. 10, 9, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Bài tiếp theo ha, chúng ta sẽ làm lunge twist. Có nghĩa là đứng cuối tấm thảm nè, chân phải bước lên, giữ lại, xoay về bên phải, thu về, đổi bên trái ha. Cố gắng nha mọi người. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Bước, xoay, hạ về, đổi bên. Hít thở bình thường. Rất tốt, cố lên nè. 20 giây cuối thôi mọi người.
10, 9, 3 bài nữa nha, 3 bài nữa nha. 10, 9, 10, 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 nhảy nhẹ, hít thở, nhảy ha. Rồi tùy vào mọi người nha. Ai không tự tin lắm thì nhảy thì squat trái, squat phải thôi. Hít, giữ lại, đổi bên. Rất tốt. Rồi, hiệp 30 giây cuối hiệp sẽ thử thách nhảy. Khi mà các bạn nhảy á, tay các bạn đưa về phía sau, cảm giác nó sẽ trơn tru hơn, đà đà hơn ha. Cố lên nào. 10, 9. Luôn mở ngực ra nha mọi người. 2, 1, rất tốt. Bài tiếp theo còn 2 bài nữa ha. Rồi, thử thách tiếp cho mông đùi ha. Squat nhẹ. Đứng gặp bên trái, squat gặp bên phải ha. Rồi chỏ chầm đầu gối. Mỗi lần nhảy xong muốn hết một, muốn hết thời để nói. Rồi, 2, 1 bắt đầu. Squat gặp. Tập toàn thân, tập cho vùng cơ eo. Hít thở đều. Cố lên, hạ, gặp, hạ, gặp. Một bài hơi mới lạ, cực kỳ tốt. Bắt đầu mỏi mâm đùi ha mọi người. 10, 9. Bài cuối cùng thôi ha. Thông thường mọi người biết bài cuối cùng thì phải để bài gì không? Burpee. Rồi, burpee ha. Lựa chọn dễ. Chạm, bật, lùi về, đứng. Dễ hơn nữa, bước, 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 đứng. Lựa chọn khó hơn nhảy nha mọi người. Rồi, bài cuối cùng bắt đầu. Chạm, bước, thu về, ngồi dậy. Khó hơn, bật, bật, đứng, cuối. Khó hơn nữa, nhảy. Còn khó hơn nữa, hít đất. Cố gắng, cố gắng. 20 giây. Hết sức nè. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Rất tốt. Rồi. Rất tự hào các bạn đã hoàn thành xong cái video này cùng với Hubert ha. Vỗ tay vô hình này. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta uống một tí nước ha. Sau đó giãn cơ rất là nhanh với nhau. Rồi, 5 giây hết thở. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ giãn cơ rất là nhanh với những bài rất là căn bản ha. Hai tay mở ra. Rồi, bây giờ xoay ha. Vặn cái phần eo của chúng ta. Ba, hai, một, đổi bên. Ba, hai. Rồi duỗi chân thẳng vẫn tương tự vai. Đừng co gối, gập xuống một bên. Càng sâu càng tốt, miễn cảm nhận được phần đùi sâu. Rồi đổi bên kia. Ba, hai, một. Căng đùi trước, giữ lại một bên ha. Nếu mà giữ thăng bằng được, tay còn lại gặp lại, chạm vào lưng ha. Mở cổ chỏ, mắt nhìn về phía trước.
Rồi đổi bên. Gập, duỗi. 3, 2, 1. Tay đưa về phía sau nè, mở ba vai ra. 4, 3, 2, 1. Rồi, bài cuối cùng ha. Căng phần cơ lưng của chúng ta, gập xuống. Rồi, chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong video 30 phút ngày hôm nay với một cấu trúc rất là đặc biệt, đó là 25 bài liên tục không nhàm chán ha. Hết một bài chuyển qua bài tiếp theo. Cho nên là các bạn có thể lưu video này lại và tập luyện thường xuyên nếu mà các bạn muốn. Và đừng quên bấm theo dõi các kênh social media của Hiệp, đó là TikTok, Instagram, fanpage. Ngoài ra đừng quên bấm thích để cho video này được nhiều người biết tới, cũng như là cho Hiệp biết là các bạn rất là thích video này ha. Bây giờ hãy nghỉ ngơi và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nha. Bye bye.